Dạ mọi người, tiếp tục cái phần kế tiếp thì vừa rồi em cũng đã xử lý với những cái cây hồ điệp như thế này và em đã treo lên khoảng được 2 ngày rồi. Thì trong giai đoạn treo đó thì em cũng có phun sương để giữ ẩm. Thì đến hôm nay thì em kiểm tra xem thì hầu như là cây rễ nó cũng đã, mấy cái rễ mà mình cắt vừa rồi nó cũng đã khô rồi. Thì ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành, em sẽ ghép vào chậu như vừa rồi em nói thôi. Em sẽ ghép vào ba dạng. Cái thứ nhất là mình sẽ trồng bằng vỏ thông, cái thứ hai là mình trồng vào than, và cái thứ ba là em ghép bên lũa. Thì mình sẽ làm từng cái thôi. Cái đầu tiên bây giờ thì ghép vào chậu bằng vỏ thông đi. Với chậu thì ghép vỏ thông thì nó cũng đơn giản mà cũng khá nhiều anh chị mình cũng đã dùng rồi. Cái phần mình cần thì cái chậu là chính rồi. Cái chậu và vỏ thông, sau đó mình dùng cái ti kẹp này nè, mình cố định cái ti này lên. Rồi. Chắc và cứng. Kế tiếp thì mình bỏ vỏ thông vào. Thì với hồ điệp này thì cái rễ của nó là tương đối là to, cho nên là mình nên dùng cái loại vỏ thông size to tí xíu. Rồi. Mình cũng không cần phải đầy giá thể lắm đâu. Chủ yếu là cái giá thể đó mình giữ thêm độ ẩm cho cái cây hồ điệp của mình thôi. Bước kế tiếp thì đặt hồ điệp lên thôi. Đấy, mình đặt như thế này, sau đó mình lấy cái đồ mình buộc lại thôi. Trước khi bỏ vào thì mình chuẩn bị cái dây để mình buộc cố định lại. Có nhiều anh chị thì mình sẽ sử dụng cái dây rút. Nhưng mà ở đây thì tiện là em đang có cái dây kim tuyến như thế này. Mình cứ đặt vào và cố định thôi. Khá đơn giản. Ok. Cũng tương đối là chắc chắn. Ổn định. Thì thôi là em đã xong chậu rồi. Với cái giá thể thứ hai là than. Thì nó cũng giống như cái phần đầu, nó cũng giống như kia thôi. Mình dùng cái ti để mình kẹp lại. Mình cho than vào thôi. Than này thì em cũng đã xử lý hết rồi. Nói chung vỏ thông và than thì em cũng đã xử lý hết sạch sẽ rồi. Rồi, đặt vào. Siết cố định. Lưu ý mình nhớ là anh chị mình ghép á, mình cố gắng mình đừng có chôn cái gốc nha. Mình để cái gốc nó cao lên tí xíu. Nếu mình chôn cái gốc thì nửa sau nó sẽ dễ bị thúi nha. Thúi cái gốc là nguy hiểm nhất. Thúi lá, thúi ngọn mình còn chữa được, cái thúi gốc là coi như xong. Tạch. Em đã xong chậu thứ hai. Rất chắc chắn. Tiếp. Để cuối cùng. Với lũa thì lũa này em cũng đã xử lý rồi. Cũng rửa sạch sẽ, cũng ngâm rửa sạch sẽ, làm sẵn cái móc luôn. Bây giờ mình chỉ đặt lên mình cố định thôi. Mình tìm cái thế nào mình đặt lên mình nhìn thấy nó ưng mắt nhất thì mình cứ đặt. Ghép vào chậu thì thấy nó đơn giản hơn ha. Mình ghép vô lũa này thấy nó hơi phức tạp hơn rồi đó. Đầu tiên mình cứ bắn này vô trước anh chị ơi. Để mình giữ cái mức trước rồi đó. Như là mình cũng đã nhắm trước được. Ui, cục lũa này nó cứng rồi. Mình bắn rồi, cong cây kim luôn. Trời ơi. Giống nãy em ướm vô thì nó như vậy. Rồi. Vừa ý rồi đúng không? Mình bắn vô thôi. Rồi. Quá đẹp luôn. Quá giỏi luôn Thiện ơi. Ok. Xong, nó cũng chắc lắm rồi chứ. Chắc nha anh chị. Đây. Đây là cái bước kế tiếp của em làm thì em sẽ chăm ba cái cây hồ điệp này với ba dạng giá thể khác nhau. Một là vỏ thông, hai là than, ba là em ghép lũa. Thì em sẽ chăm sóc theo đúng chu kỳ, từ bắt đầu từ bây giờ em ghép cho tới cái ngày mà nó nở hoa luôn thì mình sẽ mất khoảng thời gian là bao nhiêu và bao lâu. Còn bây giờ thì em sẽ hẹn mọi người ở một cái clip kế tiếp về chế độ phục hồi cái rễ cho cây hồ điệp này, để cho nó có bộ rễ nó nhanh nhất, mà để nó phục hồi nhanh nhất cho cây. Rồi còn bây giờ chào mọi người, hẹn mọi người ở cái tập kế tiếp nha.